chào đón gia đình mới đầy trách nhiệm của em. Có chuyện gì thế này? Mọi người chẳng tiến bộ chút nào. Đừng viện cớ nữa, tôi muốn thấy kết quả. Trường hợp thấy xấu hổ với gia đình ông bà xin lỗi. Nếu thầy chịu lắng nghe thì sẽ biết em không muốn ai thay đổi.